pH Truthy thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Hoa Hậu Khánh Vân sẽ là người cuối cùng trong ba thành viên. Nếu chiến thắng sẽ mang về chiến thắng chung cuộc, còn nếu không thì chúng ta còn một vòng chơi nữa. Sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. 2 phút dành cho Hoa Hậu Khánh Vân. Câu đầu tiên dễ, ngũ quả là gì? Dạ ngũ quả là 5 loại quả. Lên. Ủa dạ? Câu hỏi cho không hả? Ngũ vị hương là gì? Là có 5 mùi hương. Ừ, cái đó hỏi chơi thôi. Ủa? Ngũ cốc là gì? Dạ ngũ cốc là 5 loại hạt. Lên. Ngũ hành là gì? Dạ ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Lên. Đúng. Dễ ha. Ôi mấy cái câu này. Ủa thiệt á hả? Ủa dạ. câu hỏi luôn hả? Ừ. Đây là câu đối chữ. Món bún gì dùng để leo trèo? À giờ bún thang. Lên. Trời ơi. Trời ơi. Hồi nãy tôi đã nói rồi, 5 câu đầu sẽ dễ mà. Ráng lên. Đây là câu đối chữ tiếp theo. Anh muốn cưới em tiền vì anh mong muốn nghe gì mỗi ngày? Anh muốn cưới em tiền. Là cô đó tên Tiền. Anh muốn cưới em tiền. Muốn nghe gì? Tiền. Tiếng em cười anh. Lên. Chị Nụ, chị đi tới Linh Nụ. Tấp vào một tiệm nước ven đường khi trời đổ mưa. Chị Nụ nhìn ra bên ngoài, thấy một cây dù, hỏi chị bị mắc mưa ở vùng nào? Đố chữ. Chị Nụ gì anh vậy? Tấp vào tiệm nước ven đường để trú mưa. Trú mưa. Chị nhìn ra bên ngoài. Chị nhìn ra bên thấy ngoài. Thấy một cây dù. Hỏi chị ở khu vực nào? Ở vùng nào? Ở vùng nào? Chú mưa dù ô. Ngoại ô anh. Lên. Khánh Phật. Câu này dễ nè. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm 4 chữ cái? 4 chữ cái hả anh? 4 chữ cái hả? Em biết. Thì trả lời đi. Từ. Dạ, 4 chữ cái. Vinh. Vinh, lên. Ai biết thành phố nào có 3 chữ cái? Huế. Đúng, chính xác. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm 4 từ? 4 từ. Thành phố em nha. Em biết cũng không, biết nghe không? Dạ biết. Em cũng nghe. Thành phố cũng... chứ phải tỉnh nha. Thành phố. Dạ. Chắc đang nghĩ là Bà Rịa Vũng Tàu phải không? À đúng rồi, sai rồi. Từ từ để suy nghĩ tiếp nha. Không phải Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh. Dạ Phan Rang. Có 2 chữ lên. Tháp Chàm. 4 chữ chính xác. Lên. Em nghe rồi. 2 cái nữa. Vâng. 10 câu Vân ơi. Nè câu này. Ai dạ? Câu này khó nè. Câu này mà cỡ tôi trả lời cũng không được luôn. Ờ. Nhưng mà tôi sẽ đọc một cách dễ nhất có thể. Nếu banh. Banh. Banh là trái banh đó. Trái banh. Nếu banh là bone. Bone. Là B-A-L-L. Dạ là rồi. Từ tiếng Việt dịch của tiếng Anh. Dạ. Vậy thì anh là anh là anh trong trái banh là chữ gì? Anh trong trái banh là gì? Thường thì người ta nói là anh cho em được suy luận được không? Tôi đọc quá dễ rồi đó. Tôi quá đọc dễ. Rất dễ luôn. Đơn giản thôi. Anh trong nếu banh trái banh là bon, nếu banh là bon. Bon thì vậy anh là gì? Dạ anh là on. Lên. Khánh Phương. Bây giờ câu, có câu điền vô chấm chấm câu hay này không? Á là nghe cho kỹ là tôi chỉ đọc một lần bởi vì thời gian nó sẽ đừng có đọc cái câu buồn ngủ gặp chiếu manh nữa nha. Đừng ca dao tục ngữ anh ơi, đừng ca dao tục ngữ, đừng cái này là câu thả thính. Có hay đi thả thính không? Dạ cố lên cố lên. Dạ không có. Tập trung cố lên nè. Tập trung nên thả thính là chúng ta chỉ tính về thả thính thôi, không tính về quy luật của chính xác ABCD ha. Dạ. Mà chỉ đọc một lần thôi nha, đọc lần thứ hai nó hết giờ nha. Anh tức là chủ thể đó. Anh ước tình ta như số 3579 vì sao? Trời ơi. Ủa bố ca biết hả? Dạ biết. 3579 thả thính này anh ước tình ta như 3579. 3579 vì sao? 3579 vì có thể chia đôi. Vì có thể chia đôi.
20 triệu đồng. Thành công. Rất nhiều. Tức là thực ra là mình chia đôi là nó sẽ có lẻ hoài luôn. Nhưng nên không thể chia đôi một cách sòng phẳng được. Nó lẻ hoài luôn. Dạ. Con xin phép đón hoa hậu. Trời em luôn quá, cái giỏi quá luôn. Cái giỏi quá luôn. Chứ sao vậy, cũng được 20 triệu. Chị ơi, có trà sữa. Chúng ta nhớ là trước đây là Khánh Vân đã có một lần lên tới số 9 rồi. Trời em luôn. Và gặp cái câu là buồn ngủ gặp Chiếu Anh là hoàn toàn không biết câu đó luôn. Dạ, lên tới số 9 gặp Chiếu Anh rớt xuống đó. Trời ơi, lấy ca dao tục ngữ cái em xỉu liền. Khánh Vân đã lên vị trí thứ 10 liên tiếp và đây 20 triệu đồng sẽ thuộc về cá nhân Khánh Vân. Yeah. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt, chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn có thể nhận được 80 triệu đồng. Yeah. Quá đơn giản. Ở vòng bán kết này, thời gian là 60 giây. Đánh giá của chương trình sơ bộ là dễ, bởi vì đây là những người chơi đã từng chơi rất nhiều lần và có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm nhiều lắm rồi. Trời ơi, dễ à? Dễ ẹt. Thiệt không? Câu này đã từng có đã từng hỏi những người chơi khác rồi á anh. Có rồi. Dạ, mà người ta có thắng không? Không. Ủa? Là dễ chưa? Là với người ta thôi, còn với mình là đội đang có sung sức mà. Đúng rồi. Dạ thôi, tới đâu thì tới ạ. Dạ. 60 giây. Tới luật chơi vẫn như cũ, bắt đầu từ Khánh Vân. Dạ. Có thể có quyền nhắc nhau, đừng giành lượt. Dạ. Chúng ta sẽ có 60 giây và mang về cho chúng tôi 20 loại trái cây trên một hạt. Sầu riêng. Táo. Đu đủ. Thanh long. Sầu chê. Sorry. Nho. Bòn bon. Mãn cầu. Bòn bon. Trái mây. Trái mây. Măng cụt. Măng cụt. Cái gì đó. Chanh dây. Chanh. Trái chanh. Cam. Tắc. Cam. Bưởi. Bưởi. Quýt. Chùm ruột. Ủa cái gì? Dưa hấu. Cái gì vậy? Trái quýt. Quýt rồi. Quýt. Rồi. Vạ. Cái gì? Nhanh. Từ. Mận. Hết giờ. Như vậy là 60 giây đã trôi qua thật là nhanh. Các bạn nghĩ mình đoán trúng được bao nhiêu đáp án? Mấy chú bao nhiêu đáp án nhưng góp ý chương trình cái được không? Mai mốt gần hết giờ đừng có bỏ cái tiếng tách vô được không? Khi nào mà hết giờ cái nói hết là ngưng thôi. Chứ mà tách cái bị cuốn cuồng theo cái tự tách đó. Cái không suy nghĩ được gì hết đó. Đúng rồi, mình bị rối theo. Mình nghĩ mình đoán được bao nhiêu đáp án chính xác? Dạ tầm 18 trái. Các bạn mang về được tất cả là 19 đáp án chính xác. Trời ơi. Thiếu trái dâu hay là trái gì đó là vú sữa chẳng hạn cũng nhiều nữa. Nhưng mà đừng có bỏ tiếng tách tách thôi, con không có tiếng tách tách đó là nhớ là được 2-3 trái nữa rồi. Như vậy là rất tiếc, chỉ thiếu một cái trái gì đó, trái dâu hay là trái vú sữa hay là trái hồng. Nhiều lắm nhưng mà tại vì áp lực thời gian không có nhớ nổi. Mình tâm lý, mình đang đứng như đó tâm lý lắm anh. Nhưng thôi, vậy là cũng quá dữ dội rồi. Mùa này ai chơi lại, không chừng kỳ này vô địch luôn á. Theo tôi dự đoán á. Thiệt, ngày hôm nay chúng ta không có chiến thắng ở vòng đặc biệt, nhưng chúng ta vẫn có vé vào vòng trong. Và dĩ nhiên, riêng buổi tối hôm nay chúng ta mang về 18 triệu đồng tiền thưởng. Và Khánh Vân có một giải thưởng đặc biệt 20 triệu đồng. Quá giỏi. Giải thưởng thành cho cá nhân. Và cảm ơn, chúng ta sẽ chờ đợi. Về nhà chuẩn bị nhan sắc, quần áo, đừng mặc đồ sai nữa. Đừng có đặt đồ từ một tháng trước. Dạ, rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm, đi mua cho lẹ. Dạ. Để mà còn... nay nấy mua không? Đúng rồi. Để còn tâm trí mà dồn sức cho đêm chung kết.